Vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Thưa quý vị, Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Nội dung giám sát sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn, trong đó có nguồn cung, giá giao dịch. Giai đoạn 2015-2023, đối với bất động sản nhà ở, nguồn cung trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung cao với mức giá chưa phù hợp với đại đa số người dân có nhu cầu ở thực. Các giao dịch chủ yếu mang tính đầu cơ, đầu tư. Giá giao dịch trong quý 2 năm 2022 đến nay, hầu hết các phân khúc đều chững, riêng giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng. Tính đến cuối năm 2023, thị trường gần như không có dự án chung cư thuộc phân khúc bình dân giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá chung cư tại Hà Nội tăng quá cao, trung bình trên 50 triệu đồng một mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 70 triệu đồng một mét vuông. Phát biểu tại phiên họp thứ hai, đoàn giám sát tối cao của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, phải thống kê được mặt bằng giá giao dịch bất động sản. Nếu chỉ liệt kê một số dự án cụ thể thì không thể giải được bài toán về sự mất cân đối cung cầu của thị trường. Trong sáng nay, nhiều hoạt động liên quan đến đấu giá đất, hội thảo về thị trường bất động sản đã được tổ chức. Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam, xu hướng đầu tư là diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng nay. Theo đại diện Bộ Xây dựng, việc các bộ luật sớm có hiệu lực cơ bản sẽ giải quyết tháo gỡ được những vướng mắc về pháp lý của các dự án, góp phần phục hồi thị trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc quý 1 năm 2024, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 61.000 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng hồi phục còn lan rộng ra các thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá bất động sản phía Nam đã bước ra khỏi vùng đáy và được dự đoán sẽ chính thức phục hồi theo xu hướng hình chữ V từ cuối quý 2 năm 2024. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai vừa phối hợp với công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất tại 3 dự án thuộc xã Cấn Hữu và Sài Sơn. Các thửa đất đã được xây dựng hạ tầng đồng bộ, có diện tích từ 74,1 đến 112 m2 một lô, với giá khởi điểm từ 24,8 đến 52,8 triệu đồng một m2. Kết quả, 100% thửa đất đã được đấu giá thành công. Huyện Quốc Oai thu về hơn 152 tỷ đồng, chênh gần 30 tỷ đồng so với giá trị tính theo giá khởi điểm. Thưa quý vị, theo phân tích về tâm lý khách hàng đối với thị trường bất động sản thời gian qua, có một hội chứng đã xuất hiện và khiến cho thị trường có những xáo trộn nhất định, đó là hội chứng tâm lý đám đông, tức là khi có thông tin cho rằng đang có nhiều người tìm mua bất động sản với nhu cầu tìm kiếm tăng vọt, giao dịch sôi động dẫn đến tâm lý nếu không mua nhanh thì sẽ không kịp. Tuy nhiên, thực chất đó lại là chiêu trò mà nhiều môi giới hay các đơn vị phân phối sản phẩm tung ra nhằm tác động đến khách hàng. Quý 4 năm 2023, giá chung cư trung bình 53 triệu đồng một mét vuông. Quý 1 năm 2024, mức giá này tăng lên 59 triệu đồng một mét vuông. Hay nói một cách dễ hiểu, giả sử một căn chung cư 60 mét vuông có giá trung bình khoảng gần 3,2 tỷ đồng vào cuối năm 2023, thì sau 3 tháng, căn này đã tăng lên hơn 3,5 tỷ đồng. Bỏ qua việc giao dịch thật hay ảo, thì chỉ với mức tăng giá trên trời như vậy đã khiến rất nhiều người xuất hiện tâm lý. Nếu không mua bây giờ, nhỡ lại tăng lên thì sao? Với người mua bất kỳ thì đều mong muốn là sẽ mua được dưới giá thị trường. Chính vì thế nên những các cái tin đăng ấy là bán cắt lỗ này, dưới giá thị trường này và họ đang cần tiền rất là gấp này thì đã là thu hút người mua rất là nhiều. Chính vì như thế nên là người mua đã kỳ vọng rằng là vậy là mình đã mua rẻ được căn hộ hơn từ 500 triệu đến 700 triệu đồng. Nhưng thực tế là do cái tin đăng trước họ đã tự đẩy giá lên rồi. Cái việc mà người dân để ý mua chung cư nó có cái số lượng đông hơn và người ta thấy rằng là cũng đã đến cái lúc cần phải mua rồi mà lại có những cái tin đồn rằng là cái thị trường nó nóng lên trong khi cái nhu cầu thì lớn mà cung thì ít, cho nên cái lượng chung cư vẫn cứ tăng giá rất là mạnh mẽ theo cái trào lưu mọi người muốn mua các cái sản phẩm. Tâm lý đám đông thường đi kèm với hội chứng FOMO hay còn gọi là hội chứng sợ bị bỏ lỡ. Theo đó, người mắc hội chứng tâm lý này thường có cảm giác sợ mất cơ hội mà những người xung quanh có được. Người khác mua thì mình cũng phải mua. Tuy nhiên, chính bởi tâm lý này
mà không ít người lại đưa ra quyết định sai lầm. Việc hình thành nên hội chứng này có sự góp phần của một bộ phận môi giới bất động sản và các nhà đầu cơ. Mục đích duy nhất là để thoát được hàng, và mô típ điển hình thường là như thế này. Alo ạ, chị ơi, chị đang giao bán một căn chung cư ở khu Mỹ Đình đúng không ạ? Đúng rồi em ơi, chị đang có căn 3 ngủ hơn 4 tỷ em ạ. Vâng, chị cho em hỏi là thế bây giờ căn đấy đã bán chưa ạ? Đã có khách nào hỏi cho chị? Chị đang bán từ đầu năm, có vài người hỏi nhưng mà chưa chốt được. Mà chị nói trước nhá, nếu không mua bây giờ thì tháng sau nó lại tăng lên tiếp ấy. Bây giờ thị trường chung nó như thế rồi. Khi lượng người đổ mạnh đầu tư vào bất động sản sẽ dần dẫn tới bong bóng bất động sản phình to. Hệ lụy là những cơn sốt đất, sốt bất động sản như những năm 2021-2022 sẽ có thể tái diễn. Và qua những cơn sốt đó, rất nhiều người đã lao đao, khốn khó, rơi vào cảnh gánh một khoản nợ khổng lồ khi dùng đòn bẩy tài chính lớn. Điều này còn khiến cho thị trường bất động sản không còn ổn định. Thực sự mà nói thì cái hiện nay chúng tôi đang có những cái tâm lý cũng rất e ngại là cái giá đất, nếu như mà cái quan điểm tức là chúng ta lúc nào cũng là sát giá thị trường thì cái sau luôn luôn cao hơn cái trước, và như thế cái giá đất nó cứ sẽ tiếp tục lên mãi. Và cái này chúng tôi có nói vui với nhau là giá đất mình chắc là rồi sẽ cao nhất thế giới, bởi vì tức là nó cứ lên mãi, cứ người đằng sau là sẽ cao hơn người đằng trước. Thì cái này chúng tôi rất mong là đứng về phía nhà nước cần phải có một cái cơ chế quản lý để điều tiết được cái này, làm sao giữ được cái mặt bằng, cái thị trường bất động sản của chúng ta phát triển ổn định. Thế nhưng lượng giao dịch không hề sôi động như những gì được quảng cáo. Và thực tế, Đài Hà Nội cũng đã có một loạt bài phản ánh về tình trạng giá ảo, giao dịch ảo. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ thổi giá chung cư. Do vậy, việc cần làm lúc này là người mua hãy bình tĩnh, không nên đưa ra quyết định vội vàng. Nếu chưa thực sự cần thiết, tốt nhất chưa nên mua nhà vào lúc này. Có thể thấy tình trạng giá ảo của bất động sản đang gây nhiễu loạn thị trường. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước để siết chặt tình trạng thổi giá bất động sản, tránh để người dân trở thành nạn nhân của những đợt sốt ảo đã từng diễn ra. Cụ thể, cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần công bố công khai kịp thời các thông tin biến động nhà đất để người dân nắm bắt. Đồng thời cần tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo quy định. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch, tăng cường quản lý các hoạt động môi giới có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại các địa phương, kịp thời kiểm tra ngăn chặn các thông tin, hình thức giao bán, quảng cáo thổi phồng dự án, nhất là các dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục và chưa đầu tư xây dựng, đấu nối hạ tầng theo quy định. Đồng thời chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình thị trường, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản, chấn chỉnh hành vi thổi giá gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản. Thời điểm này, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước để tránh rủi ro khi đầu tư vào bất động sản, người dân cần cập nhật thường xuyên thông tin thị trường để nắm bắt tình hình, kiểm tra kỹ quy hoạch, cân nhắc trước khi đầu tư, đặc biệt là tham khảo giá nhà đất ở cùng khu vực để nắm được mức giá chung hiện tại của thị trường. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, năm nay, công ty cổ phần Vinhome đặt mục tiêu đạt doanh thu là 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 35.000 tỷ đồng, tăng lần lượt là 16% và hơn 4% so với năm 2023. Con số này được đưa ra dựa trên các phân tích và đánh giá về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng. Thị trường đã có những tín hiệu phục hồi nhất định nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Về kế hoạch kinh doanh cụ thể, ngoài các dự án đã mở bán trước đó như Vinhomes Ocean Park 1 và Smart City Hà Nội, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 Hưng Yên, Grand Park, Thành phố Hồ Chí Minh, Golden Avenue Móng Cái, Vinhome sẽ tập trung vào việc triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024, cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Green Diamond, địa chỉ số 93 Láng Hạ, đang được xem là một dự án thành công của Tổng công ty Vinaconex với lợi nhuận trước thuế 275 tỷ đồng. Đây là dự án được đầu tư theo hình thức cải tạo chung cư cũ, gồm 100 trên tổng số 324 căn dành cho tái định cư. Sau hơn một năm bàn giao căn hộ đầu tiên,
Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác bán hàng và đang làm sổ đỏ cho 86 căn đầu tiên. Năm 2024, Vinaconex sẽ tiếp tục đẩy mạnh dự án khu đô thị du lịch Cát Bà Amatia, Vinaconex ITC, đồng thời triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án như khu đô thị Thiên Ân Quảng Nam, tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1, nghiên cứu đầu tư một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin trên đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.